vững cốt phình da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Thưa phó giáo sư, thì Linh được biết là bác sĩ thường khuyên các chị em phụ nữ từ 50 trở lên đó hay dùng đưa nội tiết tố estrogen vào. Và đây là một nội tiết tố cũng Linh nghe rất là nhiều, nhưng mà cách nào để sử dụng cái nội tiết tố estrogen này cho nó hiệu quả và có nên dùng theo toa bác sĩ hay không? Sử dụng an toàn là sử dụng thế nào? Bác sĩ có thể chia sẻ với chúng tôi ạ. Estrogen thì nó là một cái hormone nữ và rõ ràng nó có một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong vấn đề loãng xương ở phụ nữ. Ở tuổi mãn kinh thì nó mất đột ngột cái estrogen. Tuy nhiên thì cái việc đưa estrogen vào nó cũng có nhiều vấn đề. Nếu chúng ta trực tiếp đưa bằng hormone thì nó cũng có những cái mặt phải, mặt trái của hormone. Ở thập niên 80 là estrogen là một trong những cái điều trị quan trọng của loãng xương. Và gần đây thì người ta cái xu hướng là người ta đưa estrogen bằng thực phẩm. Tại vì estrogen thực phẩm là estrogen mà nó không gây những cái biến cố như là estrogen thuốc. Cái hàm lượng nó thấp hơn và cái hấp thu của cơ thể mình cũng tốt hơn. Và chính vì vậy thì việc đưa estrogen bằng thực phẩm thì nó lại an toàn, bởi vì nó không bắt buộc phải có những cái chỉ định bắt buộc của thầy thuốc, mà nó chỉ cần chúng ta bổ sung liên quan tới cái tuổi của mình. Và với cái xu hướng hiện nay thì cái viên Kiều Xuân là cái viên mà nó có chỉ estrogen thực phẩm, giúp chúng ta bổ sung estrogen mà chúng ta cũng không phải lo ngại những cái biến cố mà estrogen thuốc nó có thể gây đến cho phụ nữ. Và chính vì vậy thì khi chúng ta bổ sung cái estrogen bằng đường thực phẩm, nó sẽ một phần nữa hỗ trợ thêm với cái chuyện chúng ta bổ sung canxi, vitamin D, vitamin K. Và như vậy thì nó thành một cái bộ để giúp cho cải thiện cả cái chất lượng sống của người phụ nữ liên quan đến thiếu hụt estrogen, liên quan đến mãn kinh cũng như là vấn đề xương, vấn đề khớp của người phụ nữ sau cái tuổi mãn kinh. Thưa phó giáo sư, khi nãy phó giáo sư có nhắc đến sản phẩm Kiều Xuân. Theo của Linh được biết thì trong sản phẩm Kiều Xuân có estrogen 100. Vậy thì estrogen 100 nó sử dụng hiệu quả và an toàn thế nào? Estrogen 100 nó khác với là estrogen bình thường, tức là nó hoàn toàn từ thảo dược. Và khi từ thảo dược thì mình có phải yên tâm, tại vì mình đã có một cái thời gian rất dài chúng ta đã được sử dụng từ lâu rồi và nó không có những cái biến cố như là những cái estrogen mà bằng thuốc người ta đưa vào. Tại vì những cái estrogen thuốc thì nó sẽ có thể có những cái tác dụng phụ, nhưng mà estrogen thảo dược thì hoàn toàn nó không mang lại cái tác dụng phụ và cái hàm lượng của nó là thấp hơn. Và vì từ thảo dược thì nó sẽ được hấp thu một cách tốt hơn và nó sẽ giúp cho cái người phụ nữ, bất kể một những người phụ nữ nào, nếu mình điều trị đều đặn thường xuyên thì nó sẽ cải thiện được rất nhiều những cái triệu chứng liên quan đến vấn đề mãn kinh, và nó cải thiện được cái chất lượng sống cũng như là cải thiện được những vấn đề liên quan đến dáng vóc, làm cho người mình tự tin hơn. Tại vì phụ nữ sợ nhất là già, và nó giữ lại đo cho chúng ta được cái tuổi thanh xuân nó kéo dài hơn so với những người mà không sử dụng nó. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gọi điện thoại ngay để được tư vấn miễn phí theo số điện thoại rất quen thuộc 1900 1259 hoặc là 02439 960 886 để được tư vấn quý vị nhé.